Chào mừng các bạn đã đến với khóa học lập trình Android tại trung tâm đào tạo tin học Hoa Phạm và trở lại với loạt bài làm về app nhạc. Thì ở video clip trước mình có hướng dẫn cho các bạn là cách lấy dữ liệu từ API trả về dữ liệu cho danh sách bài hát thông qua ID quảng cáo, và chúng ta cũng đã gắn lên giao diện cho phần danh sách các bài hát như thế này. Rồi, thì trong video clip này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là mình sẽ custom lại phần ở bên dưới, nó sẽ có một cái recycle view. Ở đây mình xem lại cho nó phần layout một tí. Rồi, ở bên dưới như các bạn thấy nè, mình có một cái recycle view. Thì cái recycle view này dùng để loát ra những cái ca khúc từ cái ID quảng cáo này. Bây giờ mình sẽ thực hiện là mình sẽ custom lại để cho cái giao diện của mỗi dòng item nó đẹp hơn tí, và mình sẽ đưa dữ liệu vào trong cái phần recycle view này luôn. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Ở đây các bạn sẽ tạo ra cho mình một cái adapter. Thì adapter này dùng để custom lại phần danh sách. Mình sẽ viết ở bên trên cái phần package của adapter ha. Các bạn chọn chuột phải, gọi đến new, chọn Java class cho mình. Mình đặt tên này cho nó là danh sách bài hát adapter. Và ở bên dưới các bạn cũng tạo ra cho mình một cái file layout. Thì file layout này dùng để làm gì? Thì file layout này dùng để chúng ta custom lại cho mỗi dòng item ở bên trong recycle view. Ở đây các bạn cũng cho mình chuột phải, gọi cho mình là new layout result file. Thì mình cũng đặt tên cho nó cũng giống với cái tên phần của cái adapter luôn, là dòng danh sách bài hát. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ thực hiện cho nó trước cái phần là mình sẽ thiết kế layout cho mỗi dòng trong recycle view, sau đó mình sẽ gắn dữ liệu vào trong adapter sau. Ở đây các bạn trở về bên phần XML của dòng danh sách, nên mình kéo nhỏ lên tí. Ở đây mình sẽ cho nó thể hiện cho mỗi item á, nó sẽ custom để nó nhìn nó sẽ đẹp hơn. Mình sử dụng đến thuộc tính là card view. Mình sẽ đưa những dữ liệu này vào trong card view để cho mình dễ bỏ gốc hơn. Các bạn gọi lại cho mình thuộc tính là mặt view. Thì mình muốn á, là mỗi cái card view này nó sẽ cách xung quanh tí, nhìn cho nó cảm thấy là nó giống như nó tạo một cái độ bóng ra cho cái view của mình, cho nó là 5 dB. Và mình sẽ tạo thêm cho nó một cái độ bóng nữa là elevation, cỡ là 5 dB luôn. Mình sẽ cho nó một cái view group, bởi vì các view á, tính chất của nó cũng sử dụng được chỉ một view duy nhất ở bên trong của nó mà thôi. Vì vậy nếu như mình muốn custom lại nhiều cái view ở bên trong các view á, thì mình sẽ đưa nó vào trong cái view group. Ok, mình cho nó là chiều ngang là max parent, chiều cao thì các bạn cũng cho mình là max parent luôn. Ở đây mình sẽ cho nó padding 10 dB, nó cách xung quanh ra để cho những cái item bên trong á nó được có đụng vào với nhau. Mình cho nó thuộc tính là text view. Mình gọi cho nó chiều ngang và chiều cao là rectangle thôi, cho nó vừa đủ cái chữ viết của mình. Mình đặt ID trước là text view danh sách index. Thì cái text view đầu tiên á dùng để mình hiển thị lên cái con số bài hát, ví dụ như bài hát đầu tiên là vị trí thứ nhất, bài hát thứ hai là vị trí số 2. Thì text view này dùng để cho nó hiển thị lên cái vị trí của cái bài hát này. Rồi, ở đây mình sẽ cho nó chữ text là số 1 và cho nó text size mình cho nó là 20 HP. Tiếp theo mình có thêm một cái text view, mình cho nó chiều ngang và chiều cao thì viết cũng vừa cho thôi, nó ráp thành tay thôi. Ở đây mình đặt cho nó match width. Rồi, match width ha, mình cho nó 250 dB. Thì lỡ đâu nếu như cái bài hát của mình á nó dài quá thì nó sẽ chiếm hết cái phần diện tích, nó làm cho cái view mình nó bị bể đi, nên mình sẽ giới hạn lại cho cái chiều ngang cho nó một tí. Mình gọi cho nó thuộc tính là ellipse size, cho nó là n. Ví dụ như dài quá thì nó sẽ thay thế ở bên phía sau nó hoặc thành 3 dấu chấm thông qua thuộc tính ellipse size ha. Mình gọi đến single line là true. Và mình sẽ cho nó nằm bên phải của text view index. Mình cho nó là text color. Thì ở đây mình cho nó là một màu đen.
tag thứ ba. Thì tag thứ ba này dùng để loát cho mình phần tên của ca sĩ. Mình cũng cho nó là rap content chiều ngang và chiều cao. Mình đặt ID cho nó là tag view tên ca sĩ. Rồi ok, mình sẽ cho nó nằm bên dưới cái phần là danh sách tên bài hát. Danh sách tên bài hát, rồi tên. Ở bên trên thì mình chưa đặt ID ha, ở đây mình đặt lại cho nó ID là Dashville tên bài hát. Ở bên dưới thì mình sẽ cho nó below những cái Dashville bên trên là tên bài hát. Và nó cũng nằm ở bên tay phải luôn, thì mình gọi lại cho nó to right. Đó, truyền vào cho nó là nằm bên tay phải của thằng Dashville Index. Mình cũng mở lại thuộc tính là em website cho nó là em. Và single line mình cũng cho nó là true. True. Rồi text color, ở đây mình cho một cái màu nhạt hơn một tí. Thuộc tính text size các bạn cho mình là 20 SP. Ở đây mình cũng cho nó cái text để cho các bạn hiển thị được cái phần cho các bạn dễ canh, ví dụ như là ca sĩ. Và ở đây mình sẽ cho nó thêm cái phần là ở bên tay phải của mình á, mình sẽ cho nó một cái hình ảnh là interview cho người dùng, là khi mà nghe ví dụ như ca khúc này hay quá thì người dùng có thể thích ha, mình chọn cho ca khúc này để cho tăng độ lượng thích của ca khúc này lên. Interview thì interview ở đây mình sẽ xét lại cho nó một cái giá trị là cỡ 30 dB cho bề ngang và chiều cao. Mình gọi ID cho nó trước là email cho lượt thích danh sách bài hát. Mình cho nó nằm ở bên tay phải của mình luôn, ngay gần nét mép màn hình luôn. Và cho nó nằm ở chính giữa center của vertical, mình cho nó lại là true. Thì ở đây á, để cho nó canh giữa cái phần của tên ca khúc và ca sĩ á, thì mình sẽ cho chiều cao của phần card view lại là rap content thôi. Rồi thì khi mình hiển thị thì nó sẽ nằm giữa được như thế này. Ở đây mình sẽ cho nó mặt pin drive ra 5 dB, nó không có nằm sát quá. Và mình cũng cho nó lại một cái hình ảnh SRC icon lock. Rồi, ở đây thì mình sẽ canh lại cho phần test view của số 1. Mình cho nó mặt pin xung quanh ra một tí cỡ 15 dB. Rồi ok, mình có một cái dòng an tâm cho cái phần recycle view. Bây giờ các bạn sẽ qua bên phần danh sách bài hát adapter, mình sẽ đi custom lại cho cái phần này. Ở bên trong các bạn sẽ tạo ra cho mình một cái class. Thì class này vai trò của nó là dùng để khai báo và ảnh xài những cái view bên phần dòng danh sách bài hát. Mình sẽ đặt tên cho class này, mình gọi cho nó là public class, đặt tên cho nó là view holder. Và cái class này nó sẽ hỗ trợ là nó sẽ cung cấp lại cho mình những cái biến, hay nói chính xác là cung cấp lại cho mình những cái view ở bên phần XML của dòng danh sách đó, để cho nó có thể tương tác, nó gắn dữ liệu lại. Thì mình muốn sử dụng lại những cái view này thì mình sẽ kế thừa lại cho nó phần recycle view.viewholder. Thì khi mà nó sử dụng xong đó, nó tương tác lại thì nó sẽ trả dữ liệu vào cho cái class luôn này. Rồi ở đây các bạn cho nó gợi ý báo lỗi hay là enter thì nó sẽ kế thừa lại cho mình một cái constructor cho việc khởi tạo. Ở đây mình sẽ gọi là những cái view mình sẽ cần tương tác bên phía của dòng danh sách các bài hát. Mình sẽ có các text view index cho các vị trí của bài hát, tiếp theo là tên bài hát, rồi ca sĩ. Ở dưới mình sẽ có một cái image view cho phần của lượt thích nè. Ở đây mình cho nó enter để cho nó import class vào. Rồi thì ở bên trong function của view holder, ở đây mình sẽ thực hiện là mình sẽ ấn xả lại những cái view này, mình gọi lại cho nó là text view ca sĩ bằng, mình gọi đến item view chấm file view by đi. Các bạn ấn xả lại cho nó ANR đây, các bạn nhấn ANR enter ha, cho nên một class one ca sĩ. Ở đây mình gọi đến cho nó là text view của tên ca sĩ
Thì trong adapter này á, nó có gợi ý cho mình là nếu như mình muốn sử dụng lại một số cái biến trong cái phần của viewholder thì mình có thể truyền vào cho nó cái phần của viewholder. Ở đây mình muốn truyền vào viewholder thì mình sẽ gọi là cái class này là danh sách bài hát, và mình sẽ gọi đến cái class của mình là viewholder. Rồi mình nhấn Alt Enter, mình input mình phương thức vào. Để đây khi mà mình muốn viết lại cho bản vẽ này, mình cần viết lại cho nó ba phương thức là onReview, onByView và getItemCount. Rồi thì trước tiên ở đây mình cũng tạo ra cho nó các phương thức mình sẽ sử dụng cho việc tương tác ở bên trong. Thứ nhất là mình sẽ cần có một cái context để cho nó biết là nó sẽ đổ giao diện lên cho đâu. Và cái thứ hai á, là mình sẽ cần cái dữ liệu để cho mình gắn vào bên phần ở bên trong item của RecyclerView. Đặt tên cho nó là mảng bài hát. Ở đây mình sẽ tạo ra cho nó constructor để chắc chắn rằng người dùng sẽ thực hiện truyền hai dữ liệu này vào. Ok, các bạn có thể nhấn tổ hợp phím nhanh ha, Alt Insert để cho các bạn gọi được cái phương thức của constructor. Đó. Rồi, thì trong phần onRay viewholder là hàm này dùng để khởi tạo khi cái phần RecyclerView được hiển thị lên, thì nó sẽ khởi tạo cho việc là hình thành ra RecyclerView. Ở đây mình gọi lại cho nó là layout inflator bằng layout inflator.from. Mình sẽ truyền vào cho nó cái màn hình để cho nó hiển thị, truyền vào cho nó là context. Và cái thứ hai mình sẽ tạo ra cho nó cái biến view. Thì cái biến view này chức năng của nó lát nữa nó sẽ đi vào bên trong layout của thằng kia và nó sẽ tương tác, nó sử dụng lại cho việc là khai báo ánh xạ gì đó vân vân, và nó sẽ tương tác lại những cái view trong cái layout này. Mình gọi lại cho nó là inflator chọn inflat, gọi đến layout của mình là dòng danh sách bài hát, truyền vào cho mình là parent cho view group và force cho phần của object root. Cuối cùng thì các bạn sẽ gọi lại cho mình là new viewholder, bởi vì á mình sử dụng lại những cái biến trong viewholder, nhưng mà viewholder nó chỉ là một cái class thôi. Các bạn muốn sử dụng lại thì các bạn phải khởi tạo ra cho nó, và các bạn sẽ truyền vào cho nó biến view. Thì khi mà hàng này được khởi tạo á thì nó yêu cầu nó sẽ cần một cái biến view. Đó, thì đây các bạn thấy nè, nó cần một biến view để cho nó định hình lại những cái diễn tiện view mình đã khai báo ở trong đây rồi. Nên ở đây mình sẽ truyền vào cho nó là cái biến view để cho nó có thể thực hiện là ánh xạ thành công đây được. Rồi tiếp theo mình đến function là onByViewHolder. Thì thằng này dùng để tương tác, mình sẽ gắn dữ liệu vào, mình gọi lại cho nó phần bài hát, mình gọi đến cho nó là mảng bài hát.getPosition. Thì mỗi dòng item á, nó sẽ trả ra cho mình một cái object. Thì bây giờ mình sẽ hướng cái object của mỗi dòng item này, mình gắn dữ liệu lên cho mỗi dòng, mình gọi lại cho nó là holder. Thì holder này nó cho mình truy xuất tới cái view ở bên trong class của view holder, mình sẽ tương tác lại cho nó test view ca sĩ bài hát. À, ở đây mình sẽ test lại cho nó bài hát.get ca sĩ holder test view của tên bài hát, bài hát chấm ghép tên bài hát. Tiếp theo là mình có phần của index. Thì phần index này mình sẽ thực hiện cho nó là mình sẽ cứ mỗi bài hát thì mình sẽ cộng giá trị lên, bởi vì á position ở đây nó sẽ chạy giá trị là từ 0 nên thằng đầu tiên nó sẽ hiển thị là 0. Ở đây mình muốn cho nó hiển thị là 1 á thì mình gọi là position, mình cộng cho 1. Rồi mình cho nó hiển thị ra ha. Tiếp theo thì mình sẽ gán cho nó về phần hình ảnh, thì mình sẽ tương tác lại ha. Khi click vô thì mình sẽ tương tác lại phần hình ảnh sau. Nên ở đây mình để cho nó, mình không kháng gán dữ liệu gì hết, cho phần của image view lượt thích. Rồi phần get item count á, thì ở đây nó sẽ trả về số lượng item mà nó sẽ hiển thị lên cho RecyclerView. Thì mình gọi là mảng bài hát chấm size, trong mảng có bao nhiêu item thì nó sẽ hiển thị lên cho mình bấy nhiêu cái phần ở bên RecyclerView. Các bạn trở lại bên phần activity của danh sách các bạn hát ha. Thì đây mình đã có adapter rồi, mình sẽ gọi phải tạo lại adapter trước, gọi đến cho nó là danh sách bài hát activity, à danh sách bài hát adapter ha. Ở đây thì mình sẽ được gọi lại trong function của đọc dữ liệu nè. Khi đọc dữ liệu xong á, mình sẽ thực hiện cho nó là mình sẽ xét dữ liệu vào trong adapter. Phần này mình xóa cái lúc đi, mình không cần sử dụng lại. Mình gọi lại cho nó là danh sách bài hát adapter, mình khởi tạo lại cho nó, truyền vào cho nó.
group nó có thể hỗ trợ cho việc là đổi danh sách của Recycle Review. Thì ở đây mình sẽ xét lại cho nó một cách để cho nó đổi dữ liệu, gọi Recycle Review. Ở đây mình hình như mình chưa ấn sao Recycle Review vào. Recycle Review qua hát này. Rồi, mình gọi đến cho nó là Set Layout Manager. Mình sẽ khởi tạo cho nó ở bên trong là Layout Manager. Mình truyền vào cho nó danh sách bài hát activity.list. Rồi, mình gọi Recycle Review chấm Set Adapter. Truyền vào cho nó là danh sách Adapter. Bây giờ mình sẽ cho nó thực hiện là mình sẽ hiển thị cái phần nãy giờ mình custom cho phần Recycle Review lên cái phần thiết bị cho các bạn xem thử. Rồi, chọn Window View ha. Đó, như các bạn thấy nè, nó hiển thị ra cho mình phần Window View. Rồi, kiểm tra cái gì sai ha. Đó, hiển thị ra tên của ca khúc và ở dưới là mình có phần tên của ca sĩ. Index ở đây mình có là 1, mình click vô. Đây kế bên nó sẽ có một cái lượng thích. Để phần lượng thích này mình sẽ bắt sự kiện sau cho nó. Thì như vậy là trong video clip này mình đã hướng dẫn cho các bạn custom lại phần Recycle Review cho việc là đổ danh sách các bài hát ra. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip.